Cách lắp xe lăn điện Lucas X22. Đầu tiên, hạ bộ phận để chân xuống. Ấn hai bên khung ghế ngồi xuống để mở xe ra. Sau đó, dựng tựa lưng. Tiếp theo, các bạn gắn điều khiển vào dưới chỗ để tay. Hạ bàn để chân. Gắn miếng đỡ chân. Sau đó lắp đệm ngồi và lắp đệm tựa. Cuối cùng, kết nối nguồn của pin với bộ phận điều khiển. Các bạn chú ý lắp đúng hai đầu cực theo ký hiệu âm dương. Sau khi kết nối nguồn pin với điều khiển, các bạn bật nguồn điều khiển xem có điện chưa và thử các phím trên bộ phận điều khiển. Nếu các bạn muốn đẩy xe khi hết điện, các bạn có thể gắn thanh đẩy ngang. Để chuyển từ chế độ chạy điện về chế độ đẩy, các bạn ấn lẫy đỏ xuống. Lúc này, các bạn đẩy xe dễ dàng nhưng không chạy điện được. Để chuyển về chế độ chạy điện, các bạn ấn lẫy đỏ lên. Lúc này các bạn không đẩy được xe nữa vì xe ở chế độ chạy điện. Cách tháo gấp xe. Đầu tiên các bạn tháo thanh đẩy ngang. Rút dây kết nối nguồn pin và bộ phận điều khiển. Tháo bộ phận điều khiển ra khỏi thành xe. Tháo đệm tựa. Tháo đệm ngồi. Và miếng để chân. Sau đó các bạn nâng bộ phận để chân lên. Kéo miếng đệm ngồi hướng lên phía trên để ép hai bên xe vào gần nhau. Tiếp đó các bạn gập tựa lưng. Như vậy là đã gấp xong xe.